không đơn thuần chỉ là một thức uống của người Việt, mà nó đã trở thành một thói quen, một nét độc đáo. Nhưng uống cà phê ở một quán đã tồn tại đến 67 năm với kỹ thuật rang cà phê thủ công, được truyền ba đời thì còn là một điều thú vị khác. Và giữa những quán cà phê công nghiệp, đâu đó giữa mảnh đất Sài Gòn tấp nập xô bồ này, vẫn tồn tại một quán cà phê rang xay truyền thống lâu đời. Đây là điểm đến quen thuộc của những ai thích hương vị cà phê truyền thống. Quán Ba Lù ở 193 Phùng Hưng, phường 14, quận 5 là địa chỉ thu hút nhiều người đến uống cà phê. Không dùng máy mà được rang xay bằng phương pháp thủ công hoàn toàn. Sống và lao động ở Sài Gòn suốt hai thế hệ, gia đình người chủ gốc Hoa vẫn bền bỉ với phương pháp rang cà phê bằng tay. Kinh doanh cà phê rang xay đã 67 năm, cái nghề này đã trở thành nghề cha truyền con nối của gia đình ông Ba Lù. Có lẽ bởi vì là nghề truyền thống mà họ vẫn quyết tâm đi theo cách làm truyền thống. Lấy nổ rồi Quỳnh. Không rồi, không lấy gạo gì hết. Cái gì? Quá khó khăn nhưng khá mệt và mất thời gian, mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành mẻ cà phê đầu. Nếu không có sự kiên nhẫn và niềm yêu thích, chắc có lẽ họ đã không thể tiếp nối được nghề của cha mình. Vì được làm theo cách thủ công, cà phê rang bằng tay mang một mùi vị rất đặc biệt, rất khác với cà phê được làm bằng máy. Thơm, ngon và nguyên chất. Đó là những gì mà những người khách ở quán nói về ly cà phê ở đây. Tọa lạc trong con phố người Hoa tại khu vực chợ lớn, vì thế việc chủ quán cũng là một người Hoa không phải là điều xa lạ. Người ta quen gọi quán với cái tên có nét rất Hoa, đó là Ba Lù. Điểm đặc biệt nhất của quán chính là chiếc thùng rang cà phê thủ công. Thoạt nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng chiếc thùng này thực chất đã được truyền đến ba thế hệ, tồn tại như một báu vật của gia đình. Cô Trung Thị Hòa, con gái cũng là người kế nghiệp ông Ba Lù cho biết, ngày xưa ba cô khi còn 17 tuổi đã tự chế ra cái lò này để rang cà phê và lập nghiệp tại đây. Cà phê phải rang bằng than củi thì mới thơm ngon, mang lại hương vị đậm đà và đặc trưng hơn so với những loại cà phê công nghiệp hiện nay. Cứ nửa tháng lại rang cà phê một lần, thường một mẻ phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để rang.
Công việc rang cà phê được bắt đầu với việc nhóm lửa. Sau khi lửa cháy đỏ thì người rang sẽ đổ cà phê vào thùng. Cái thùng cũ kỹ này chứa khoảng 8 đến 10kg cà phê. Sau đó cái thùng được đặt lên bếp lửa đã cháy đỏ rực. Người rang cà phê là người phải có kinh nghiệm và có sức khỏe tốt vì việc này tương đối nặng nhọc. Phải liên tục dùng sức để quay thùng cho cà phê được rang đều lửa, được chín đều mà không phải cháy. Thường thì mỗi mẻ cà phê sẽ có từ 1 đến 2 người luân phiên ngồi quay. Lâu lâu họ lại đưa ra khỏi lò để xốc cà phê lên. Tất cả mọi thứ được làm bằng tay nên rất cực nhọc. Một thợ rang cà phê chia sẻ rằng việc này ai quen mới có thể làm được. Không những mệt sức mà còn phải chịu nóng và chịu được khói tốt. Những ai không quen chỉ đứng gần đã ngợp khói rồi. Để tạo ra được hương vị cà phê truyền thống như mong đợi, không chỉ cần đến hạt cà phê được rang xay thủ công mà còn cần đến các phụ gia khác là muối, bơ và rượu. Muối sẽ giúp giảm đi vị chát của cà phê, còn bơ phải là loại bơ có xuất xứ lâu đời của Pháp, được cho vào thùng rang chung với hạt cà phê lúc sắp hoàn thành. Sau cùng là rượu, được đổ từ từ lên cà phê đã rang xong để loại bỏ hoàn toàn mùi chát, mang lại hương thơm đặc trưng cho loại cà phê rang thủ công đặc biệt này. Sau khi cà phê được rang chín, sẽ được cô Hòa đem xay và bán ngay cho khách. Mỗi lần xay cà phê là những vị khách từ khắp nơi, có người bay từ Hà Nội vào để chờ mua cho bằng được. Cà phê còn nóng xay tại chỗ sẽ tạo nên mùi cà phê thơm nức, ai uống cũng nghiền. Chạy mưa. Nó mưa cái là hư á, cà phê móc rồi. Mới chậu thứ nhất à? Dạ. Sai. Không bu. Dạ. Cầm đi. 2 kg đâu có đủ đâu. Rồi sai đi, sai đủ đi, từ từ đi. Dạ. Sai đâu cô? Xin gác á. Con lên được không? Được. Dạ. Lên đi. Dạ, cô lên trước đi, con đi sau. Ai. Cực lắm ha. Dạ. Bởi vì bán mình lời cái thuật, cái tiền công á. Dạ. Cái thủ công đó thôi. Thank you.
này một bịch này mấy ký cô? Một ký. Ký nhiều lắm á. Dạ. Cái này mình rang xay xong mà mình bán một ký bao nhiêu tiền cô ha? 250 đó cô. Dạ. Cô rồi cái công á. Dạ. Cái công cho gì đó. Mình là cái này là cái công à. Dạ. Cái công á. Thấy không, trời mưa trời gió cũng phải xài nữa không? Dạ. Yeah. Thấy ở Sài Gòn mà tìm được quán cà phê mà răng tay thì rất là chắc là còn mình quán có đâu. Ừ. Không có. Ký hả con? Ký nhiều. Dạ, cái này là đưa đem ra bắt nè phóng cô, khách đem ra bắt phóng cô. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Vừa rang xong vừa xay rồi đem chuyển di chuyển ra bắt thì rất là thơm luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì cô ha. Bây giờ nói là gan là 3 đời. Dạ. Nếu mà nó pha là 2 đời. Dạ. Là cô pha. Mình có tính truyền lại cho đời cháu nữa không con? Có chứ, truyền chứ. Dạ. Cháu nó chịu mà, nó theo người này mà. Dạ. Nó thích mà. Dạ. Cái máy cũng cổ lô sĩ luôn theo. Dạ đúng rồi. Mấy chục năm á cái máy cũng. Rất là cũ kỹ luôn á. 30 năm mà đó. Rồi con chúc cô là thêm nhiều sức khỏe để làm nha con. Dạ con cảm, dạ con cảm ơn cô ạ. Con chào cô. Chú Bảy, một vị khách thường xuyên của quán chia sẻ. À, đều quán cà phê ở đây nó ngon hơn mấy chỗ khác. Tại vì cái cà phê mấy chỗ khác là cái cà phê công nghệ. Còn giờ cái cà phê này là mới là cái cà phê nguyên bản. Còn giờ cái cà phê thị trường. Con uống cà phê này là con phải dành 15 phút. Đó, chứ còn con uống cà phê mà con uống con chạy là không biết uống cà phê. Yeah. Mà hồi xưa người ta uống cà phê cũng có Sài Gòn đó. Khi một ngày lao động mệt nhọc và người ta thư giãn. Mà hồi xưa là không có cà phê đá. Sau này nó mới đẻ ra cái cà phê đá, là trừ khi quán nó bán cà phê nguội rồi đó. Còn mới đập đá họ bỏ vô. Từ đó mới đẻ ra cái cà phê đá. Chứ hồi xưa mà bản thân nguyên bản gốc của nó là cà phê đen nóng. Dạ, có đá. Còn mình bỏ đá vô là cà phê sau này. À, chú uống qua quán này bao lâu rồi chú ha? Chú uống này mấy chục năm rồi. Dạ, chú thấy cái điều đặc biệt ở quán này là sao chú? Nó khác hơn người ta đó. Là cái quán này là bình dân. Mà khuya 2 giờ sáng đã có tới 6 giờ chiều. Đó là nó bán trong một ngày. Đó, nó khác hơn những cái quán khác là cái quán này nó không thay đổi. Có nghĩa là một chủ một tớ là như vậy, không có thay đổi cái gì hết đó. Có nghĩa là nó đời này qua đời kia cứ như vậy, rồi nó lặp đi lặp lại hoài. Thì cái Sài Gòn này giờ nó là mấy cái quán này là nó không có còn nhận là tự ra tự khai luôn đó. Rồi bắt đầu nó tung ra là người ta làm cho con thấy, là người ta làm để cho con thấy, người ta đang rang, người ta sai, có thể người ta pha trực tiếp cho con coi luôn, chứ là không có dấu nghề. À, nếu mà con làm được mà chỉ cho con làm luôn, không giấu. Nó khác là những cái đặc điểm khác, là nó khác ở chỗ đó. Quán bắt đầu bán từ 2 giờ đến 17 giờ với giá thành chỉ từ 6.000 cho đến 10.000 đồng một ly cà phê đen. Quán cà phê 67 năm tuổi này là nơi thu hút nhiều người yêu thích và muốn thưởng thức hương vị cà phê truyền thống. Khách đến với quán chủ yếu là người trung niên và lớn tuổi. Hầu hết họ là khách đã quen, có người đã uống cà phê ở nơi này được vài chục năm. Nhiều người nhận xét cà phê ở đây có hương thơm, vị cũng đậm đà hơn so với các loại cà phê gói khác. Họ uống ở đây lâu rồi nên quen, không thích uống cà phê nơi khác. Giữa cuộc sống bận rộn, tấp nập của Sài Gòn, quán cà phê truyền thống ở phố Người Hoa như một dấu lặng dành cho những ai muốn tìm về một chút hoài niệm xưa. Nhâm nhi ly cà phê đậm đà hương vị truyền thống và muốn nghe những câu chuyện từ nhiều năm trước do người lớn tuổi kể lại. Quán cà phê Ba Lù là một nét truyền thống được gìn giữ hơn 67 năm, một nét độc đáo, và những con người nơi đây cho rằng họ nối tiếp nghiệp này vì niềm yêu thích, say mê và sự quen thuộc với hương vị cà phê truyền thống, vì niềm vui khi nối nghề của cha mình. Họ vẫn tiếp tục tạo ra những ly cà phê không màu mè, không bắt mắt mà mộc mạc và thấm đẫm lòng người. Đấy, nhớ lên cho tôi hỏi.